Hello, welcome to class again, and today we begin Unit 9, Natural Disaster. Alright, and in this lesson, we study listens, getting started, listen and read. Yes, that is the two part in your book, Unit 9. Now the first one, getting started, matching the picture to the correct words. We have four words here. Typhoon, snowstorm, volcano, and earthquake, right? Now look at the picture. Yeah, what is it here? All right, the second one. And the next one, right? Okay, the last one. Wow. Yes, the four picture with the four word. Okay, match it. Ready? Yes, let's begin. Okay, yes, the picture number one, and the correct answer is snowstorm. That's why snowstorm, right? Come on, next one. The mountain, right? Yes, and this one is volcano. That's why volcano, right? Okay, picture number three. Yes, the house, the building collapsed, right? And this one is earthquake. Yes, that is earthquake. Come on. And the last one. Typhoon. That's why. Yes, that is a typhoon. Okay. Now let's begin with the vocabulary. Yes, listen and read vocabulary. I give you some new words. Thầy sẽ cung cấp các một vài từ vựng ở trong nội dung của bài mà chúng ta sắp sửa đọc và nghe sau đây nhé. Yeah? Okay, now begin. Yes, the first one, disaster. That is an event that causes a lot of harm or damage. Một cái sự kiện mà nó gây ra rất là thiệt hại và hay hại rất là nhiều. Và đây là một cái thảm họa. Đó là một noun, disaster. Disaster. Nhấn phần 2 kép nhé. Okay, the next one. Disastrous, that is adjective, disastrous. Và tương tự như vậy, chúng ta có adverb kèm sẽ thêm vào disastrously, right? Okay, come on, the next one. Volcano, that is a mountain with a hole on the top through which hot melted rock sometimes come out, right? Tức là một cái núi, ngọn núi mà nó có cái hố, cái lỗ ở trên cái đỉnh núi đó và thường thì những cái nhung nham gọi là melted rock, tức là những cái đá nóng mà nó tan chảy và nó đi ra từ cái miệng của ngọn núi đó thì gọi là volcano, hay còn gọi là núi lửa. Okay, yes, adjective of this is volcanic. That's right, volcanic adjective. Now come on, the next one, weather forecast. That is a description of the weather that is expected for the next day or the next few days. Gọi là một dự báo thời tiết ha các. Đây là một cái mà mô tả về thời tiết cho ngày tiếp theo hoặc là vài ngày tiếp theo. Thường các em thấy trên TV nó sẽ xuất hiện ở cái chương trình đó là sao thời sự chẳng hạn. Chúng ta sẽ có cái weather forecast. Okay. And the next one, temperature. Temperature. Yes, temperature. The first one, the first stress, right? Đó là nhiệt độ. Okay. Now come on. Experience. Đây là một từ mà nó có hai loại hình thức, đó là verb và noun các em nhé. Và khi nó là verb thì nó là một nghĩa cả trải nghiệm, và nếu là noun thì nó là kinh nghiệm. Và experienced đó là có kinh nghiệm. Okay. Come. Yes. Number 6. Thunderstorm, that is a storm with loud noises and flash in the sky, of the lights in the sky. Tức là mưa bão và có sấm sét, thường là có gió rồi có sấm sét và có mưa to ở phía sau sau những tiếng sấm sét đó, và đó gọi là thunderstorm. Okay. Yes, the next one, highlands. Highlands, that is the mountainous area of the country, gọi là vùng cao nguyên. Okay, and the last one. The next one. Expect. Mong chờ, trông đợi. Và chúng ta cũng có thể hiểu ở đây có nghĩa là cho rằng,
Trong cái bài này chắc có lẽ chúng ta nên hiểu nó là một cái từ với ý nghĩa là cho rằng thì nó sẽ hợp lý hơn, bởi vì không ai mong chờ bão đến chẳng hạn. Okay. The next one, bring along, mean that take along, mang theo hay mang đi cùng. Okay, bring along. Yes. And the next one, just in case. Chúng ta có thể dùng trường hợp in case không? Cũng được, hoặc là chúng ta có thể dùng just in case. For example, it may rain, you'd better take an umbrella just in case it does. Okay. Và trời có thể mưa đấy, và bạn nên mang theo áo mưa đi cùng, hay là phòng khi trời mưa, bạn nên mang theo áo mưa. Chúng ta có thể hiểu như thế cũng được. Thì đây là các cái từ vựng, các em có thể copy nó lại và chúng ta sẽ học từ vựng này cũng như là sử dụng nó trong các cái phần tiếp theo của bài. Chúng ta sẽ học cả cái nghĩa là phần phát âm của nó cũng như cách dùng của nó các em nhé. Ok, the next one. Now, we move to the next one. Listen and read. Oh, look at this. Who is she? She is Thuy's grandma. Đây là bà của Thúy các bạn. Và what is she doing? She is watching weather forecast on TV, right? Và bà của Thúy thì đang xem chương trình thời tiết trên TV, đúng không nào? And now, Thúy is talking to her grandmother who is watching the weather forecast on TV. Và Thúy cùng bà nói chuyện với nhau. Bà thì đang xem dự báo thời tiết trên TV, đúng không nào? Và chúng ta sẽ làm gì khi chúng ta nghe sau đây? Okay, listen and feeling explained with one word or phrase from the dialogue. Chúng ta sẽ nghe và điền vào mỗi khoảng trống một từ hoặc một cụm từ từ cái đoạn hội thoại mà chúng ta nghe được. Các bạn nhìn vào trong phần các câu sau đây. Yes, the first one. Thuy's grandma wants her to the volume on TV because she wants to listen to the right. Yes, chúng ta có hai cái khoảng trống đúng không nào? Và chỗ này, ở chỗ đầu tiên thì chắc có lẽ chúng ta dự đoán đây là một cái verb, một động từ đúng không em? Volume là cái âm lượng, cái nút âm lượng on TV because she wants to listen to the. Sau the thì chắc chắn chỗ này chúng ta sẽ thấy đây là một noun đúng không nào? Ok, như vậy cái đầu tiên chúng ta đọc chúng ta sẽ nhận định như thế trước. Yes. The next one. Number two. It will be along the coast of Thanh Hoa. Yeah. It will be. Chỗ này có thể sẽ là một adjective, cũng có thể sẽ là một verb in, đúng không nào? Along, dọc theo the coast of Thanh Hoa. Alright, bờ biển Thanh Hoa. Ok, the next one, number three, the will experience thunderstorm. Như vậy thì chỗ này chúng ta thấy có thể sẽ là một, chắc chắn sẽ là một danh từ để nó làm subject, đúng không nào? Và có lẽ cái danh từ này thì có thể là một cái địa điểm chẳng hạn. Ok, yes, next one, number four, Ho Chi Minh City will between 27 and 35 degrees Celsius. Chắc là một cái verb vào đây, đúng không nào? Will, right. Yeah. Và đang nói đến 27 degrees and 35 degrees Celsius là nhiệt độ, đúng không các? Và chúng ta sẽ chú ý về cái từ mà các em dự đoán có thể xuất hiện. Okay, yes, the next one. Although this grammar doesn't trust, she lies. Although, các em nhớ cái từ này ở trong cái bài trước chúng ta đã học rồi, đúng không các em? Mặc dù, phải không nào? Trust, tin, yes, she lies, okay. Mặc dù nhưng, phải không nào? Mặc dù bà của Thúy không có tin, nhưng mà bà thích. Alright, yes, now, listen. Grandma, it's the weather forecast on TV. Can you turn up the volume, Thúy? Yes, Grandma. Yes, Grandma. Here is tomorrow's weather forecast. Hanoi and areas to the north will be sunny. Hanoi will have temperatures between 23 and 27 Celsius. It will be raining along the coast of Thanh Hoa. The south central coast can expect thunderstorms. Hue will experience temperatures between 25 Celsius and 30 Celsius. There will also be thunderstorms over the central highlands. Areas around the Kwu Long Delta can expect clouds during the day.
Ho Chi Minh City's temperature will be between 27 and 35 Celsius. That's all, Grandma. Thank you, dear. What are you doing? I'm preparing for a picnic with some old friends of mine. We haven't met since we left school. We're going to a park on the other side of the river. Don't forget to bring along a raincoat. But Grandma, the forecast says it'll be sunny. I never trust weather forecasts. You don't miss a single one on TV, do you? But I like watching them, dear. All right, Grandma. I'll bring a raincoat just in case. I hope my friends won't laugh at me. Yes, that's all. Thầy nghĩ rằng là các em sẽ sử dụng kỹ năng take notes để chúng ta ghi lại những cái từ vựng mà chúng ta cần điền vào chỗ trống, đúng không nào? Ok. Chắc một lần nghe thì có thể các bạn sẽ khó mà hoàn thành được tất cả nội dung của cái phần từ vựng này. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại lần nữa và các bạn sẽ nhìn vào cái nội dung trong cái đoạn hội thoại các bạn nhé. Ok. Và chúng ta sẽ sửa cái đáp án sau cái phần nghe này. Grandma, it's the weather forecast on TV. Can you turn up the volume, Twee? Yes, Grandma. Here is tomorrow's weather forecast. Hanoi and areas to the north will be sunny. Hanoi will have temperatures between 23 and 27 Celsius. It will be raining along the coast of Thanh Hoa. The south central coast can expect thunderstorms. Hue will experience temperatures between 25 Celsius and 30 Celsius. There will also be thunderstorms over the central highlands. Areas around the Kulong Delta can expect clouds during the day. Ho Chi Minh City's temperature will be between 27 and 35 Celsius. That's all, Grandma. Thank you, dear. What are you doing? I'm preparing for a picnic with some old friends of mine. We haven't met since we left school. We're going to a park on the other side of the river. Don't forget to bring along a raincoat. But Grandma, the forecast says it'll be sunny. I never trust weather forecasts. You don't miss a single one on TV, do you? But I like watching them, dear. All right, Grandma. I'll bring a raincoat just in case. I hope my friends won't laugh at me. Yeah, that's all for the dialogue. And I think that you can read again or listen again to answer the question, right? Yes, now that is the answer here. Begin. Okay, the first one. T's grandma wants her to turn up the volume on TV because she wants to listen to the weather forecast. That's right. Turn up là bật to, đúng không các em? À, bật to cái volume lên và bà muốn xem cái chương trình dự báo thời tiết. Okay. And number two, it will be raining along the coast of Thanh Hoa. And raining is the correct answer here. Number three, the south central coast will experience thunderstorm. Theo các bạn thì từ the south central coast ở đây nghĩa gì các bạn nhỉ? The south central coast. Coast là bờ biển, đúng không nào? Và south central coast, theo chúng ta thường hay nghe dự báo thời tiết, chúng ta thấy đây là một cái gọi là vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Ok, south central Nam Trung Bộ, alright, và đây là duyên hải Nam Trung Bộ. Ok, next one. Ho Chi Minh City will have temperatures between 27 and 35 degrees Celsius. Ok, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C. Ok. Yes, and the next one. Although this grandma doesn't just weather forecast, she likes watching them, right? That is number five. Okay, yes, that's all for listen and read. Now, let's next one. Filling each gap with the word from the box. We have 10 words here. Okay, chúng ta có 10 từ trong đây và các em hãy điền nó vào trong 10 câu sau đây. The first one, collapse, batteries, temperatures, funnel, forecast, damage, Pacific, just, bureau, can. Trong đây có một vài từ không nằm trong nội dung của bài mà thầy vừa hướng dẫn cho các em, nhưng nó sẽ là một, cũng là những cái từ mà chúng ta cũng đã nắm được rồi, đúng không nào? Collapse chính là sụp đổ. Ok,
Batteries, đây là một cái từ các em thường hay sử dụng điện thoại, và low battery nó sẽ thông báo như thế, tức là pin sắp hết, đúng không nào? Pin, yes. Funnel là cái phễu hay là cái quặng, người miền Nam gọi là cái quặng. Ok, trong phòng thí nghiệm thì ta gọi là cái phễu để đồng đo hóa chất vào trong chai rồi đó các em. Ok, forecast, damage, pacific, church, bureau. Bureau đây là một từ với nghĩa là cục hay là cơ quan. Ok, ví dụ như cục khí tượng chẳng hạn, hay gọi là cơ quan khí tượng thủy văn chẳng hạn, ta dùng từ bureau. Ok, can đây là một cái modal verb theo các em thường gặp, nhưng các em nhớ trong cái này chúng ta đã học ở bài trước, can đây là một verb, nó có nghĩa là đóng lon đóng hộp, đúng không nào? Ok, đóng lon đóng hộp thì chúng ta sẽ coi nó là mang cái nghĩa nào trong từng câu sau đây nhé. Ok, the first one, when you are ground the coffee, use earth to pour it into the jar. Ok, ground ở đây từ động từ grind là xay, nghiền. Ok, và chúng ta sẽ sử dụng từ gì vào đây? Ok, các em hãy đọc và suy nghĩ làm bài các em nhé. Right, next one, number two, the says that there's a possibility of snow tonight. Snow, tuyết, đúng không nào? Ta có từ snowstorm ở phần đầu. Ok, and the next one, the building's foundation are rather shaking and it could at any time. Sau could chắc chắn chúng ta sẽ dùng một verb, đúng không các em? Foundation tức là cái nền móng của cái tòa nhà này khá là shaky, có nghĩa là yếu, là rung lắc. Và yeah, number 4. Her disappearance was reported to the police department missing person. Missing person là người thất lạc, đúng không các em? Police department tức là phòng văn phòng cảnh sát. Ok. Disappearance, sự biến mất. Ok, was reported, và đây là một dạng passive voice, câu bị động. Next one, number 5. We were obviously wrong to put our in her. Next one. Number 6. Strong wind had caused serious to the group. Cause, sao cause, các em phải dùng một noun, đúng không nào? Serious là một adjective rồi, thì nó có nghĩa cho cái noun đứng sau đó. Yeah. Gây ra cái gì đó nghiêm trọng. Ok, gió lớn. Yes, the roof. Còn nhớ từ này không? Trong bài số 5 chúng ta đã học rồi, đó là mái nhà, đúng không nào? Next one, he works in the factory where they fruit. Ok, yes, the next one, number 8, we supply system for client, supply something for someone. Ok, rim là vành đai. Vành đai. Yeah. Như vậy thì chúng ta cung cấp cái hệ thống cho khách hàng trong cái khu vực vành đai gì đó. Alright, next one, number 9, this alarm clock takes to medium size. Yes. Và alarm clock, đồng hồ báo thức, đúng không? Yes. Next one, number 10, there has been a sudden rise in over the past few days. Yeah. Như vậy rise ở đây là sự tăng lên. Okay, that is the 10 sentences and the 10 words. Look carefully and think before you give the answer. Okay. Next one. And I will give you the answer here. That is number 1. Okay. Yes, when you will grab the coffee, use a funnel to pour it into the jar. Chúng ta sẽ dùng xay cà phê thì chúng ta nên dùng một cái quặng để rót vào, đúng không các em? Để rót vào trong cái hũ. Ok, next one. The forecast says that there's a possibility of snow tonight. Ok, dự báo thời tiết cho rằng là tối nay sẽ có thể là có tuyết rơi. Ok, and the next one, number 3. Yes, that is the collapse. Ok, cái nền móng yếu thì nó có thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Ok, and next one, disappearance. Her disappearance were reported to the police department missing person bureau. Ok, sự mất tích của cô ấy đã được báo đến phòng cảnh sát, phòng tìm kiếm hay là cơ quan tìm kiếm người thất lạc, missing person bureau. Ok, and next one, number 5, we were obviously wrong to put our trust in her.
Chúng ta sai lầm khi đặt niềm tin vào cô ấy, đúng không nào? Ok. Next one, number 6. Strong winds. Yeah. Gió lớn có thể gây ra những cái thiệt hại nghiêm trọng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho mái nhà. Ok, tức là nhà sẽ hư hại đấy. Chỗ này các em sử dụng vào đây một cái verb và nó có nghĩa là đóng lon, đóng hộp, đúng không nào? Anh ấy làm việc trong nhà máy nơi mà người ta đóng hộp trái cây. Ok, đóng lon. Yes, next one. We supply system for client on the Pacific Rim. Ok, Pacific Rim, vành đai lửa hay còn gọi là vành đai Thái Bình Dương. Ok, next one. Trong cái từ vành đai Thái Bình Dương thì các em sẽ gặp ở trong phần reading Pacific, the Ring of Fire, the Pacific Rim hay còn gọi là the Ring of Fire, gọi là vành đai lửa, nơi mà rất là nhiều trận động đất có thể xảy ra. This alarm clock takes two medium-sized batteries. Ok. Đồng hồ báo thức này cần hai cái pin mà cỡ vừa. Ok, hai loại pin cỡ vừa. Và the last one. There has been a sudden rise in temperature over the past few. Next one. Yes, ok. That is the end for lesson today. And we stay home for ourselves. Goodbye and see you again.